Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Ái Hiền. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, tàu tuần duyên của Nhật Bản đã cập cảng quốc tế Đà Nẵng. Vào ngày 25 tháng 7, tàu huấn luyện Kojima của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng 87 sĩ quan thủy thủ và học viên do Đại tá thuyền trưởng Hironobu Tonozaki làm trưởng đoàn đã cập cảng quốc tế Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm xã giao Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 7. Chuyến thăm của tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh mà quan hệ giữa cả hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng không ngừng được củng cố. Trong thời gian chuyến thăm, các binh sĩ của Nhật Bản sẽ có các buổi tiếp xúc với nhà lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Vùng Cảnh sát biển 2, thăm Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực. Đáp lại, phía Nhật Bản mời đại diện phía Việt Nam lên thăm tàu Kojima. Chuyến thăm đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản. Việt Nam sẽ xử nghiêm việc nhập rác không đúng quy định. Các tổ chức cá nhân có thể phải tái xuất hoặc tiêu hủy những lô hàng chất thải nhập cảng trái phép vào Việt Nam dưới danh nghĩa phế liệu phục vụ sản xuất. Người phát ngôn khẳng định phế liệu nhập cảng từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng các quy định của luật bảo vệ môi trường, nằm trong danh mục được phép nhập cảng làm nguyên liệu sản xuất. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang ban hành các văn bản pháp luật theo hướng yêu cầu chất lượng phế liệu cao hơn. Theo thống kê, tổng khối lượng phế liệu nhập cảng vào Việt Nam năm 2018 là hơn 9.2 triệu tấn, tăng hơn 1.3 triệu tấn so với năm 2017. Nguyên nhân là áp lực từ chính sách cấm nhập cảng một số loại phế liệu của một số quốc gia khiến phế liệu có xu hướng được chuyển vào ASEAN, trong đó có Việt Nam. Việt Nam đề nghị Ấn Độ xem xét khách quan khi điều tra chống bán phá giá thép. Việt Nam ngày 25 tháng 7 đề nghị Ấn Độ nên công bằng khách quan khi điều tra việc bán phá giá thép cuộn không gỉ của Việt Nam và 14 nước thuộc WTO. Tuyên bố được bà Thu Hằng đưa ra khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam sau khi Ấn Độ điều tra việc chống bán phá giá thép cuộn không gỉ của Việt Nam. Truyền thông Ấn Độ ngày 9 tháng 7 đưa tin nước này đã bắt đầu điều tra việc bán phá giá thép cuộn không gỉ của Việt Nam và 14 nước khác. Tất cả đều là thành viên của WTO. Người phát ngôn khẳng định Việt Nam luôn thực thi nghiêm túc, đầy đủ các cam kết của WTO cũng như các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký. Bà Hằng cũng cho hay mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Ấn Độ nói chung, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước nói riêng hiện đang phát triển tốt đẹp. Trong khi đó, Úc kiểm tra chuỗi cung ứng tại Việt Nam sau khi 1.600 con trâu và bò mất dấu. Úc phát hiện có khoảng 1.600 trên gần 10.000 con bò và con trâu nhập cảng từ nước này đã không được chuyển đến hoặc không truy xuất được nguồn gốc tại các trang trại hay lò mổ được phê duyệt tại Việt Nam. Tin được đại diện thương vụ Việt Nam tại Úc, Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam cho truyền thông trong nước biết vào ngày 25 tháng 7. Cụ thể, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, Úc có 33 lô hàng gia súc sống được xuất cảng qua đường biển vào Việt Nam, bao gồm 90.560 con bò và 397 con trâu. Theo quy định, doanh nghiệp Việt Nam phải cam kết tuân thủ luật nếu muốn bán trâu bò ra khỏi hệ thống. Họ phải thông báo với nhà sản xuất để được thẩm định, nếu đạt mới được bán hàng. Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam là nước nhập cảng trâu bò sống lớn thứ hai của Úc sau Indonesia, với sản lượng hàng năm khoảng là 200.000 con. Cảnh sát của Đài Loan bắn chết công dân Việt Nam năm 2017 được hoãn án tù. Nhân viên cảnh sát Đài Loan người đã bắn chết một công nhân Việt Nam nhập cư ở quận Tân Trúc vào năm 2017 bị tuyên 8 tháng tù về tội vô ý giết người nhưng được hoãn trong thời gian là 3 năm. Tòa án quận Tân Trúc ngày 22 tháng 7 ra phán quyết như vừa nêu và được mạng báo Focus Taiwan loan tin. Và như vậy, người bị án sẽ không phải đi tù nếu trong vòng 3 năm tới không có sai phạm gì. Tin cho biết cảnh sát Đài Loan khởi tố nhân viên có tên Trần Sùng Văn sau khi bắn 9 phát súng vào công nhân nhập cư Việt Nam Nguyễn Quốc Phi vào ngày 31 tháng 8 năm 2017. Tại phiên tòa ngày 2 tháng 7 vừa qua, tòa án xác định cảnh sát Trần Sùng Văn đã sử dụng bạo lực quá mức.
Tuy nhiên, tòa cho rằng viên cảnh sát vào lúc đó chỉ mới 22 tuổi và thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp, cũng như ông này đã bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 2 tỷ đồng Việt Nam vào năm 2018, nên chỉ bị phạt tù 8 tháng nhưng được hoãn thi hành án trong vòng 3 năm. Tiếp nối bản tin cho biết giới buôn lậu xăng dầu hoành hành ở vùng biển Việt Nam. Các nhóm buôn lậu xăng dầu trên biển trang bị cả súng trung liên với đạn đầy ắp để ngay trên giường ngủ ở cát trên tàu và sẵn sàng chống trả lực lượng hữu trách Cộng sản Việt Nam khi bị kiểm tra và phát hiện. Báo Tuổi Trẻ ngày hôm 25 tháng 7 dẫn lời Đại tá Cộng sản Việt Nam Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, họ đã bắt giữ được 21 tàu buôn lậu xăng dầu, thu giữ 1.7 triệu lít dầu DO và lượng lớn loại xăng A95. Hầu hết các vụ bắt giữ này xảy ra vùng biển xa, có vụ trên 100 hải lý với các tàu mang nhiều quốc tịch. Theo Cảnh sát biển Việt Nam, buôn lậu xăng dầu diễn ra mạnh nhất ở khu vực giáp ranh với các nước và vùng biển Tây Nam Việt Nam. Không những tàu chở hàng, hiện nhiều tàu cá được cải tiến cũng tham gia buôn lậu xăng dầu khiến tình hình phức tạp. Đặc biệt với giá xăng dầu lậu giao dịch trên biển chỉ bằng 2/3 so với giá bán lẻ trong bờ, trong khi nhu cầu về dầu DO của tàu cá đang tăng, nên các nhóm buôn lậu xăng dầu bán được với số lượng rất lớn cho ngư dân. Đà Nẵng cấm xe khách trên 30 chỗ vào trung tâm từ ngày 1 tháng 9. Từ ngày 1 tháng 9, Đà Nẵng sẽ xử phạt các loại xe khách trên 30 chỗ, xe tải vào trung tâm thành phố vào giờ cao điểm. Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng vừa thông báo các tuyến đường và thời gian thực hiện việc điều tiết các loại xe khách trên 30 chỗ, xe tải vào trung tâm của thành phố. Theo phương án này, các tuyến đường bị cấm bao gồm Nguyễn Tất Thành, Lý Thái Tông, Hoàng Thị Loan, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ, Xô Viết Nghệ Tĩnh ngày 2 tháng 9, Bạch Đằng 3 tháng 2. Theo đó, cấm các loại xe khách trên 30 chỗ ngồi lưu thông trong thời gian từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ trưa, 4 giờ 30 phút chiều đến 7 giờ tối. Xe tải có trọng tải hàng hóa trên 2.5 tấn từ 6 giờ đến 10 giờ tối. Xe có tải trọng tải hàng hóa từ 1.5 tấn đến 2.5 tấn từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30. Thời gian bắt đầu xử phạt các hành vi vi phạm này được cho là sẽ vào ngày 1 tháng 9. Và Campuchia điều tra hai người Việt Nam khai thác gỗ trái phép. Hai người quốc tịch Việt Nam và một người Campuchia bị giải giao cho tòa án tỉnh Mondulkiri vì bị cáo buộc liên quan tội phá rừng ở xứ Chùa Tháp. Tờ Phnom Penh Post loan tin vừa nêu vào ngày 25 tháng 7, dẫn lời của chỉ huy cảnh sát tỉnh Mondulkiri cho biết ba người đàn ông đã bị bắt vào ngày 23 tháng 7 ở thị trấn Bang Lung và được chuyển qua cho tòa án của tỉnh trong cùng ngày. Người Campuchia được đoán là làm thông dịch cho hai người Việt Nam nói trên. Phó công tố viên Mom Vanda của tòa án tỉnh Mondulkiri cũng xác nhận với Phnom Penh Post rằng đã tiến hành thẩm vấn ba người đàn ông bị bắt giữ và hồ sơ vụ án đã được chuyển đến một thẩm phán để điều tra. Cả hai phía cảnh sát và công tố viên tòa án của tỉnh Mondulkiri chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu thông tin cho truyền thông liên quan vụ việc này. Một báo cáo được đăng tải trên trang Facebook của Cảnh sát Quốc gia Campuchia cho biết, Cảnh sát tỉnh Mondulkiri trong 3 ngày từ ngày 22 cho đến ngày 24 tháng 7 đã phá hủy 5 chiếc xe tải và 5 loại máy móc cũng như đã bắt giữ 2 người bị tình nghi dính dáng đến tội phạm là phá rừng. Thay đổi tội danh đối với nhà báo độc lập Trương Duy Nhất. Nhà báo độc lập blogger Trương Duy Nhất vào ngày 23 tháng 7 được phép gặp vợ và thông báo cơ quan cảnh sát điều tra thay đổi tội danh đối với ông. Nhà văn Phạm Xuân Nguyên, một thân hữu của gia đình người đang bị tạm giam để điều tra tại trại T16 của Bộ Công an, thông báo trên tài khoản Facebook cá nhân tin vừa nêu. Lần thăm gặp ông Trương Duy Nhất vào ngày 23 tháng 7 được cho biết là theo đơn của bà Cao Thị Xuân Phượng gửi cơ quan cảnh sát điều tra ngày 6 tháng 7. Thông tin từ bà Cao Thị Xuân Phượng sau cuộc gặp là ông Trương Duy Nhất cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố. Trước đây, ông Nhất bị khởi tố tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chế chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng, do không chứng minh được hành vi chiếm đoạt tài sản, nên cơ quan cảnh sát điều tra chuyển sang tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quốc tế lên án vụ mất tích của blogger Trương Duy Nhất và đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải có câu trả lời về sự mất tích khó hiểu này. Thanh Hóa ngăn chặn cướp ngân hàng bảo vệ bị bắn trọng thương.
bị nhân viên bảo vệ ngăn cản cướp tiền, nghi phạm cướp ngân hàng ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia đã nổ súng bắn chết người. Chiều ngày 25 tháng 7 năm 2019, ông Lê Quang Đông, trưởng công an xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận với báo Thanh Niên khoảng 11 giờ sáng cùng ngày đã xảy ra một vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank Nghi Sơn ở xã Hải Yến nhưng bất thành. Tin cho biết khi gần hết giờ làm việc buổi sáng, có một người đàn ông đi xe gắn máy bất ngờ xông vào trụ sở chi nhánh Vietcombank Nghi Sơn cướp tiền nhưng bị hai nhân viên bảo vệ ngân hàng ngăn chặn. Ngay lập tức ông này rút súng chĩa về phía hai bảo vệ đe dọa nhằm tìm cách xông vào bên trong ngân hàng. Tuy nhiên đã bị một trong hai bảo vệ đẩy ra khỏi cửa. Bị ngăn cản, tức giận, người đàn ông bịt mặt chĩa súng về phía anh Phạm Văn Bằng. Nhân viên bảo vệ nổ súng rồi nhanh chóng lên xe gắn máy mang biển số tỉnh Nghệ An tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhân viên ngân hàng và người dân sau đó đã đưa anh Bằng đi cấp cứu vì bị bắn vào đùi phải khâu đến 5 mũi. Và vừa rồi là chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.